Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một căn nhà trọ 5m thuộc khu G, Vĩnh Phúc 3, Bến Cát, Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn đầu tư nhà trọ thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là căn nhà trọ mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn ạ. Căn nhà xanh lá cây nha cả nhà. Thì căn nhà trọ này là diện tích là ngang 5, dài 30, tổng 150m², thổ cư 100%. Thì nhà trọ này chủ thiết kế là gồm một căn nhà phía trước và 4 phòng trọ phía sau nha. Đây chính là căn nhà phía trước ạ. Nhà phía trước này thì chủ thiết kế là phòng khách nè, phòng bếp, 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 toilet nha cả nhà. Vị trí này là phòng bếp này, có bồn rửa chén này. Tiếp theo đó chính là phòng toilet này. Lúc này em vào nhưng mà em quên bật cầu giao điện nên là nhìn hơi tối nha cả nhà. Nhà trọ đang mới tinh nha. Mới xây được xong được mấy tuần thì hiện tại phía đằng sau thì chủ đã cho thuê kín rồi. Còn căn nhà phía đằng trước này chủ không cho thuê. Bởi vì chủ muốn bán nên là giữ cho nó mới ha, không có cho thuê, thuê chợ cũ. Ở trên gác này thì có, đây chính là vị trí của phòng thờ nha cả nhà. Vào trong này thì cũng là một phòng ngủ này. Đó, do em quên không bật công tắc cầu giao nên là hơi tối chút xíu. Thì nếu mà chúng căn nhà phía trước này chúng ta mà ở thì một gia đình ở rất là thoải mái. Còn nếu mà chúng ta không ở thì cho thuê là 1 tháng 3,5 triệu nha cả nhà. Ở bên hông là có một cái cánh cửa đi bên hông này đi ra nhà trọ phía đằng sau. Thì bây giờ em sẽ ra đằng sau em quay 4 phòng trọ để cho cả nhà ha. Đây chính là cầu giao này, cầu giao luôn của nhà nó. Lúc nãy em vào mà em quên không có mở lên. Rồi bây giờ chúng ta vào đây ha. Thì nhà trọ này được lợi thế là bên cạnh thì người ta đã xây rồi nên là ốp vào có cái đường lối đi chung rất là rộng rãi luôn. Nhà trọ rất là thoáng này, rộng rãi, thoáng mát. Vị trí rất là đẹp. Ở hai bên tường thì chủ cũng ốp gạch. Rất là sạch sẽ luôn nha cả nhà. Hiện tại phòng trọ đã cho thuê kín rồi. Nếu mà phòng trọ này á, người ta cho thuê là 1 tháng 1,2 triệu. Nếu mà ở phía đằng trước chúng ta thuê nữa là tổng thu nhập là 8,5 triệu một tháng. Đằng sau này thì có 1 mét lối đi thoát hiểm nha cả nhà. Thì ở Mỹ Phước 3 này tất cả các phòng trọ hay là đất đều đằng sau là đều trừ 1 mét lối đi thoát hiểm nha. Rộng rãi và thoáng thì chúng ta có thể tận dụng phơi quần áo hoặc là trồng rau sạch phía đằng sau. Thì cả nhà cũng thấy là nhà trọ nhìn rất là thoáng đúng không ạ? Rất là thoáng và sạch sẽ luôn. Vì thế quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư căn nhà trọ này thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại em ghi trên video hoặc kết bạn Zalo thì em sẽ gửi thông tin sổ sách cũng như là dẫn cả nhà đi xem nha. Thì nhà trọ này có hỗ trợ ngân hàng cho những quý anh chị nào mà tài chính không có đủ. Vì thế là bên chủ có hỗ trợ lên tới 70% ha. Thì khoảng tầm 900 là cũng ra có thể mua được rồi. Phía đằng trước này thì dân cư rất là đông rồi, tỷ lệ xây nhà lên tới 70%. Và điều đặc biệt khu G này là trung tâm của Mỹ Phước 3, tập trung đầy đủ tất cả các tiện ích luôn. Dân cư đông, cách khu công nghiệp và chợ chỉ có 500m thôi. Thì thế quý anh chị và các bạn quan tâm